sketch cho các bạn trên tay mình đây đó chính là chiếc Apple Watch Series 1. Thì cái phần màn hình này đã bị hư mất một góc như các bạn có thể thấy. Tình trạng này thì các bạn yên tâm là bên mình sẽ nhận và thay màn hình cho các bạn sớm nhất và nhanh nhất có thể nhé. Sau khi bên mình đã báo giá cho khách và khách đồng ý này, thì bên mình sẽ tiến hành thay cái phần màn hình của chiếc Apple Watch Series 1 này. Đầu tiên thì công đoạn thông thường thôi, chiếc Apple Watch Series 1 sẽ không có những cái phần con ốc nên sẽ tiến hành tách cái phần màn hình ra trực tiếp nha các bạn. Khi đã tách phần màn hình ra rồi, chúng ta sẽ tiến hành tách cái phần cáp của chiếc màn hình này ra khỏi cái chiếc máy của chúng ta. Nếu cái chiếc Apple Watch Series 1 này công nhận bền thật đấy, đến bây giờ mà vẫn có những người vẫn còn đang sử dụng cái chiếc Apple Watch Series 1 này. Sau khi máy kỹ thuật viên đã tiến hành lắp cái phần màn hình mới lên chiếc máy thì chúng ta sẽ vệ sinh lại một lần nữa là đã có chiếc Apple Watch Series 1 hoàn thiện rồi nhé. Thiết bị mà sau khi đã thay màn hình thì các bạn mang đi trời mưa thì được, còn mang đi bơi thì không nên đâu nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh YouTube của Fastcare.